Hello, bữa sau chào cả nhà. Chúc cô chú anh chị em một ngày mạnh khỏe và hạnh phúc ha. Hôm nay bên sau làm một cái video clip chia sẻ chút xíu nha. Là thay kết nước cho Honda Sonic. Và sẽ thay một cái kết nước mới nha. Cái vấn đề thay mới thay cũ thì dễ rồi, nhưng mà làm sao mua loại kết nước nào tốt nhất, chính hãng hay là hàng không chính hãng. Và bây giờ mình sao vô vấn đề luôn, không cần nói nhiều ha, cố gắng giúp thời gian nhanh một chút. Nói cho anh chị em cô chú nghe nha, ai muốn tháo kết nước á, trước khi tháo á phải để máy nguội thì anh chị em tháo á không có cần tháo nhiều đâu, hai ba miếng vàng đủ thôi. Xả cái nước từ ở đây ra, ở đây trong bồn máy vẫn còn nước nha, một hồi mình vô nước á thì nó nhanh, sẽ nhanh hơn. Giờ mình qua bên kia á, mình phải tháo cái đồng cái dây quạt máy ra. Tắt video cái. Hello, chào cả nhà. Giờ đây bây giờ bên sau á đã tháo được cái kết nước trong xe ra ha. Rồi bên sau cho anh em so sánh. Ở đây là cái kết nước theo xe. Bây giờ thị trường nó bán á, hàng trôi nổi, hàng chính hãng. Bây giờ chính hãng có bằng theo xe không? Theo xe vẫn là theo xe. Bây giờ mình sao sẽ thay cái này đó, anh chị em coi nè, giống như chàng không khác gì hết á, nhìn cái thằng này nó còn sắc sảo hơn. Mặc dù mình sao mua không phải là hàng chính hãng, hàng chính hãng thì bán giá trên 1 triệu, 1,1 triệu, 1,2 triệu, 1,7 triệu. Bên sau mua đó là dưới 500 ngàn. Tại sao bên sau không mua hàng chính hãng? Tại vì á, hàng theo xe đã quá tệ rồi. Xe chạy 20 ngàn cây, ngoài 20 ngàn, 21, 22 ngàn cây, nó bị lụng kết nước. Mặc dù này rất là đẹp nha, nó không móp méo nha, nó không có móp méo, không có đụng gì hết á, do cái lão hóa của cái nhôm á nó bị xì lỗ một, nó xì bên sau có dán lại, hết xì chỗ này thì nó lại xì chỗ khác, tức là cái nhôm á, tới cái thời gian lão hóa là nó hơi rồi, bít chỗ này nó xì chỗ khác, cho nên á là bên sau phải thay kết nước mới. Còn hồi xưa á, xe nhập của Thái Lan á, bên sau đi với cái xe 2 thì Novadap hay là
NC3LS đó, hồi xưa là cái nó làm bằng đồng thau, nó rất là chất lượng, không bao giờ có cái tình trạng mục như vậy. Còn mà cái vấn đề là bên sao mua hàng ngoài á, là dưới 500 ngàn nè, bảo chính hãng á, là nó chịu mấy lần. Cái bên sao mới thắc mắc hỏi người bán, anh chị ơi, anh cho tôi biết so sánh hàng chính hãng với hàng không chính hãng là sao. Thì anh ta bán, anh ta nói là thật sự mà nói tôi cũng không biết cái nào là hàng chính hãng, không chính hãng. Bây giờ hàng không chính hãng như đây dưới 500 ngàn, hàng chính hãng ngoài 1 triệu. Anh ta hỏi mình sao, bây giờ mình sao là thợ gắn cho khách hay là mua về xài? Nếu mà mình sao mua về xài á, mua hàng này thôi, không cần hàng chính hãng, là dưới 500 ngàn. Còn mà mình sao gắn cho khách á, muốn hàng chính hãng á, thì nó có cái tem hàng chính hãng, chỉ cần thêm có 100 ngàn thôi, thêm cái câu tem với cái bao bì thôi, đó hàng chính hãng mà. Nó khác cái tem ở ngoài nó, ở đây là hãng của Indo, đó, có chữ Thái Lan, Indo gì quăng quăng quẹo quẹo á. Còn ở đây hàng đó là hàng Trung Quốc, nhưng mà nó không để mắc in China nha, nó để là Quang Châu, tức là Quảng Châu á, ở Quảng Châu, Quảng Tây, Quảng Châu, Trung Quốc. Cái này mới là hàng chính hãng của Trung Quốc, dưới 500 ngàn. Còn ai muốn hàng chính hãng á, thì nó dán Honda vô, hàng chính hãng. Ai muốn Indo thì nó không dán Indo, nó dán Tahama. Bây giờ ai muốn mắc NOSA thì nó dán USA. Nó tùy khách muốn dán nào dán cái đấy, cái thêm 100 ngàn, dán cái tên với một cái bao bì nữa. Rồi ok, vậy là mình sao hiểu à. Có thể là anh ta cũng thương mình sao, kêu mình sao lấy cái này lên giống nhau hết. Rồi chia sẻ vậy thôi ha. Các bạn khi mà có lụm kết nước á, như hồi xưa kết nước mắc tiền á, mấy triệu bạn cái á, thì nên đi hàng. Bây giờ nó rẻ quá, đừng hàng. Hàng cái này nó xì chỗ kia, nó xì tùm lum hết á. Nó giống như cái người 70-80 tuổi nó bị tai biến mà, cứu không được đâu. Chờ ngày lên đường thôi. Giang hồ nói cứu được cái này cái kia á, thì kệ đi, nó hàng lỗ nó tính tiền lỗ, hai lỗ tính tiền hai lỗ. Mình không ở không hàng, mình tháo ra tháo vô nó cũng mệt, nó thay nẻ cái mới luôn đi. Để nó nói gì nói không biết rồi, không có nhiêu tiền nó thay cái. Mình đi đường xa, chở vợ, chở con, chở bạn gái, mình cũng yên tâm. Tay vô gan, tay nắm chân hả, rồi lâu lâu quay về đằng sau hôn một cái rồi nó cũng tình cảm. Cứ mình đi kết nước cụ hàng tới hàng lui á, trời ơi, yêu nhau cũng ngủ, yêu nhau nửa đêm ngủ cũng lo tới cái kết nước ngày mai lên đường Đà Lạt đi phượt nó có xì hay không, tội nghiệp lắm, ngủ không ngon. Thầy cảm ơn. Giờ bây giờ mình sao tiến hành gáp vô, nếu mà gáp xong vô mình sao sẽ nổ máy cho video tiếp nữa. Chào tạm nhân nha. Ok, alo, chào cả nhà. Rồi bây giờ là cái khâu này là cái khâu cuối cùng ha, thay nước và thay két nước ha. Khi mà các bạn lắp xong cái két nước vào đó, đương nhiên là mấy cái khớp nối ống là phải gắn vô, là chuyện đó đương nhiên rồi ha. Ống mới thì mình không nói ha, ống đang theo xe á, là đã qua sử dụng á, thì các bạn siết ốc á, đừng có siết mạnh tay. Khi mà bắt ốc vào á, siết chừng nửa vòng hay một vòng là được rồi, tại vì nó có cái tì cũ á, là nó ôm kính rồi. Chừng nào là ống mới mới siết mạnh tay ha, còn mà ống cũ á, siết nhẹ tay thôi. Mình sao nghĩ là nếu mà siết mạnh tay á, cái cọ dê á, nó bóp chặt vô là nó làm gãy cái ống nhựa ha, cho nên là các bạn lưu ý chuyện đó ha. Rồi mà sau khi lắp đặt vô á,
các bạn đổ nước vào á, đổ vừa đầy thôi. Thì cái bình nước phụ á, các bạn khoan đổ lại để cho nó chống lỏng hết đi. Đồng thời á, thì tiến hành nổ máy. Cái điều này cũng quan trọng nè. Anh em nổ máy á, thì đừng có vội. Nhiều anh em cứ sợ nó nuốt nó không có xuống. Tại vì mình sao biết á, khi mà mình thay nước á, nước nó xuống phần nào thôi là 50% là cái buồng không khí nó nằm trong cái chân nồng á, mấy cái khe nước lưu thông trong cái khe nước ở trong nồng với cái đầu bi lát á, nó sẽ 50% nước với 50% không khí nha. Thì bác các bạn đừng có vội, đừng có sợ, là đừng có bao giờ mà dò ga lớn cho cái máy nóng cho nó xuống nha. Tại sao? Tại vì cái máy đang nguội á, thì cái không khí nó còn ở trọng, cái nước nó còn bỏng á, nó chưa có kín khí. Anh em nào mà nổ máy lớn á, đi tốc độ nhanh, ga lớn á, thì cái bơm nước nó sẽ nóng, nó sẽ cháy cái phíp nha. Mai mốt là nó xì nước á, thì cái nước nó lộn qua cái nhớt, nó nhớt nó sẽ lộn qua cái nước nha. Cho nên á, đừng có dò ga lớn, cứ nổ ga lăng tê, lâu lâu á dò ga hai cái cho cái nhớt nó bơm lên thôi. Thì á, ở trong nguyên tắc khoa học á, khi mà cái máy nó nóng lên á, thì cái nước, cái không khí á, là nó nhẹ hơn cái nước. Cái không khí nó sẽ tìm chỗ nào mà có lối thoát là nó sẽ bay hơi trước. Cái không khí là nó tự động nó tìm con đường mà nó chạy lên đây nè. Cái bong bóng nó sẽ lên đây nè. Các bạn đừng có vội mà phải dò ga lớn nè. Nó nóng là nó chạy lên. Thì nó nóng á, thì nó gặp cái luồng nước mà lạnh á, nó tự động nó hít cái nước xuống nha. Cái đó là theo cái nguyên tắc của khoa học nha. Nó giống như là anh chị em mình coi người ta dắt hơi á. Khi mà cái chén thủy tinh á, khi mà mình đốt nóng lên á, mình ịn vô cái thịt một cái á, thì nó nóng á, thì nó không có không khí, mà cái oxy nó chạy ra ngoài, mình ịn vô cái thịt một cái thì nó sẽ hút cái thịt của mình. Giống như là dắt hơi vậy đó. Cho nên là bây giờ mình tiến hành mở máy nha, đừng có vội mà dò ga lớn nha. Rồi, cứ cho nó nóng tự nhiên nè, đừng có vội dò ga lớn nè, kệ nó. Rồi, chúc anh em vui vẻ thành công nha, bye bye. Rồi, alo cuối cùng á, anh em đợi cái máy nó nóng. Máy nóng là làm sao mới là máy nóng? Máy nóng tức là để cho cái quạt máy nó tự động, cái sensor nó dò nhiệt á, nó nóng thì cái quạt nó mới quay nha. Nó quay chừng 30 giây là nó tắt. Và đồng thời cái miệng kết nước là, anh chị em các bạn có thấy không? Anh em có thấy á, anh em đợi tới chừng nào mà cái bọt khí á, nó ra hết, nó không còn bong bóng nữa, rồi nó mới kín hơi nha. Vậy mới đẩy nắp nè, bây giờ chưa có đẩy nắp nha. Anh em cứ đợi tới là cái bọt khí nó ra hết, đồng thời á thì đợi tới cái quạt máy á, quạt máy nó phải quay nè. Bây giờ nó chưa có quay nha, quạt máy chưa quay nha, tức là nó chưa đủ nóng đó. Chừng nào nó đủ nóng á, và cái bọt khí á bắt đầu là nó không còn ra nữa, nó ra hết rồi, nó hết ra mới đẩy nắp vô nha, và sau đó lấy tiền nha. Bây giờ bọt khí nó vẫn còn ra nè, coi như là ở trong là cái bồn nước với cái không khí nó vẫn còn chút chút nha. Cứ đợi nha, đừng có gấp, chừng nào xong rồi mới gắn vô. Và cảm ơn anh chị em cô chú quan tâm theo dõi nha. Minh Sao chúc cả nhà mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Giờ Minh Sao xin chào cả nhà, bye bye.